Vâng, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay gió mùa ký sự đang có mặt ở tại cầu Kinh Dây Thép nha các bạn, tại địa phận xã Tân Lập 1, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở tại địa điểm này thì công trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang tiến hành dang dở đây các bạn. Đây đây chính là cái máy đóng cừ đây các bạn, giọng cừ đây. Đây nó đang nằm ở đây. Thì tại địa điểm này thì đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ đi ngang qua đây nha các bạn. Đó, ở phía bên tây bên đây các bạn đang xem thì các máy mà móc cua đang làm việc. Và bây giờ cùng mình tiến về phía trước để mà xem công trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này diễn ra như thế nào nha các bạn. Thì mình xin nhắc lại đây chính là địa phận tại xã Tân Lập 1, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì phía trước các bạn thì công trình đang thi công nha các bạn, đó các máy cua bè sang cạp đang làm việc. Nó sẽ đi ngang qua con kênh này đây. Phía bên trên mà các bạn đang nhìn thấy ở trong video đó chính là mặt bằng của đường cao tốc đó nha các bạn. Thì hiện tại ở tại địa điểm Tân Lập 1 này á, thì vẫn còn đang rất là dang dở. Thì mình xin nhắc lại đây chính là địa phận Tân Lập 1, Châu Thành, Tiền Giang. Đây chính là đoạn đường cao tốc mà Trung Lương Mỹ Thuận sẽ đi ngang đây. Thì mình nghĩ lúc này chắc đường cao tốc sẽ không có cho lên cao mà cho nằm như vậy quá. Có thể mình dự đoán lại vậy, tại vì ở bên dưới là đã được lót tấm bạt rồi, cũng như là lên lớp cát như vậy. Không biết với tiến độ này thì không biết công trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này sẽ khi nào mới hoàn thành đây. Hy vọng là sẽ hoàn thành sớm.
trình phải nói công trình này rất là dang dở luôn. Ở điểm đầu nói ở các video trước mình đã cho bạn xem rồi đó, thì ở điểm đầu nói thì đã được lên nhịp, bắt nhịp những nhịp cầu cao tốc lên rồi đó. Còn trong này thì dang dở, rất là dang dở luôn. UV sáng cạp vẫn còn đang làm việc để bồi đắp với cái con đường này. Ở phía trước chính là nơi ở tạm thời của các anh em công nhân của công trình cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đó thì phải nói là đường cao tốc này vẫn còn rất là dang dở rất là nhiều luôn á. Không biết là sang năm 2021 hoàn thành không đây nữa. Thì chi tiết như thế nào thì mình sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn cùng xem nha các bạn. Hiện tại thì ở đoạn đường Tân Lập 1 này thì diễn biến công trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này mình đã chia sẻ cho các bạn xem rồi đó. Hãy các bạn like ủng hộ để mình có nhiều động lực để mình sẽ cập nhật nhiều thông tin hơn về đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mỗi khi mà đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này có ra những cái gì mới mình sẽ cập nhật cho các bạn. Rồi bye, nhớ like ủng hộ mình nha.